Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hiện tại thì cái máy farm sắt của mình nó đã vô cái farm rồi, hoạt động rất là tốt luôn, cho mình lượng sắt rất là nhiều ở phía dưới. Và lượng sắt mà mình tích góp được trong thời gian AFK vừa qua thì một tí mình sẽ có công dụng riêng. Còn bây giờ thì để mình cuốc bộ về nhà để chúng ta bắt đầu các công việc trong ngày hôm nay. Bữa nay sẽ là một chuyến đi khám phá bên địa ngục để mình đi tìm một cái kiểu như là base đầu tiên. Lần trước mình qua địa ngục nhưng mà mình vẫn chưa có đủ may mắn để tìm được cái base. Thế nên là mình quyết định rồi, bữa nay phải gán thử tìm thêm một lần nữa mới được. Nhưng mà để giảm cái rủi ro thì tốt nhất là mình nên nấu thuốc kháng lửa. Mình nghĩ loại thuốc kháng lửa sẽ rất là cần thiết cho mình luôn. Thế nên là bây giờ mình sẽ làm một cái giàn pha thuốc trước. Đây, mình sẽ lấy thêm đá cội, làm cái giàn pha thuốc giống như vậy. Rồi sau đó chế tạo thuốc thôi. Nhưng mà khoan, hình như mình không có cái kem nhung nham. Mình không có cái kem nhung nham rồi. Hơi căng nha. Được. Giờ trước mắt là chúng ta đi tìm kem nhung nham, một cái nguyên liệu chính để chúng ta có thể làm ra được loại thuốc kháng lửa. Muốn tìm mấy cái con mắt ma đó thì mình phải tìm ở cái chỗ nó, cái gì ta, cái chỗ đá ba gian ấy. Cái chỗ đó thì dễ gặp hơn, còn chỗ này thì toàn là gát không à. Sao đây nhiều bích linh vậy ta, hơi bị gung ấy nha. Di chuyển cũng cẩn thận xíu. Ở đây chỉ cần sơ xuất nhẹ một cái thôi, lọt xuống nhung nham là xác định luôn. Khét nghẹt ở dưới luôn á, không đùa được đâu. À đây rồi. Úp. Ôi, mình gặp được cái base luôn. What the. Thôi ý trời rồi. Mình dự định là làm thuốc kháng lửa xong rồi mới tự tin đi vô trong đó khám phá, nhưng mà bây giờ mình đã gặp luôn rồi. Thôi thì vô khám phá luôn, hên xui may rủi chứ biết sao giờ. Sống chết có số, phú quý vô trời mà. Vô luôn. Liều ăn nhiều nha. Nhưng mà dù sao mình cũng phải cẩn thận một tí, kẻo là toan đấy. Rồi, và đầu tiên là mình sẽ vô đây mình tìm rương trước. Thấy gì chứ trong bay sành này cũng nhiều rương lắm. Bà cua các thứ cẩn thận nha. Mà khúc này thì không có rương. Khúc này mình nhìn sơ qua là mình không thấy có rương nào hết. À kìa kìa kìa, một cái rương đầu tiên rồi. Nhưng mà khi nãy mình đi vội quá, mình không có mang theo nón vàng hay là bất kỳ món đồ bằng vàng nào hết. Thế nên là bây giờ mấy con bích liên nó gặp mình là nó khoái mình lắm. Nó đi theo nó xin chữ ký mình miết thôi. Cũng rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ mình cứ chậm mà chắc. Đây đây đây, một con nè. Con này láo nè. Bích liên hung bạo nè. Này thì hung bạo. Này thì bích liên hung bạo. Ồ, nó có một cái hoa văn mũi heo. Được quá ta. À có kem dung nham mình tìm luôn nè. Hợp lý luôn. Ok, cái rương nào đập khám phá xong thì mình nên đập đi, để đỡ bị nhầm lẫn. Rồi, mình sẽ đi tiếp qua hướng còn lại. Cái bay sành này có vẻ rất là bự luôn. Hợp lý nhờ. Ở đây có rương nữa không? Ở đây có vẻ hết rương rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến sâu hơn vào cái chỗ trung tâm của cái khu vực bay sành này. Có vẻ là trên nóc nó cũng sẽ có rương đấy. Tìm một cái đường lên nóc coi. Qua đây. Đó. Từ tốn thôi, không có gì phải vội hết. Đây không có rương. Nè 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 nè, cái hướng này nè. Đường lên nóc nha, đường lên nóc nha. Hơi căng một xíu nhưng mà chắc sẽ ổn thôi. Không biết trên này có thanh niên nào gình mình sẵn không nữa. Ui, cả đống luôn. À chà chà chà, căng á, căng á. Căng á. Ui ui, sao đông vậy? Ôi, bọn chúng đánh hội đồng mình. Oh gosh. Ui. Oh. Bọn chúng chơi hội đồng mình á. Nguy hiểm thiệt sự. Ừ, vừa cái bụng mình lắm, một tên đã bất cẩn lọt xuống dưới rồi. Hậu quả đó cưng, nghiệp quật đó cưng. Rồi xuống đây, ngươi lên đây. Giờ mình ở trên là mình không có sợ đâu. Ngươi lên đây. Ngươi lên đây. Ở trên mà mình sợ gì? Có kênh nào ốc sọt không vậy? À, ngươi định muốn lén ta chứ gì? Mơ đi cưng. Và đó căng thẳng thiệt sự.
May mà mình nhanh chân mình chạy kịp. Rồi, và nó sẽ cho mình... có đồ vàng rồi nè. Ok, có đồ vàng thì tốt. Mình sẽ mang cái ổng vàng này vô để đỡ gây sự cho bọn chúng hơn. Chứ bọn chúng gặp mình, bọn chúng dí ghê quá. Có sắt. Lại thêm một cái hoa văn mũi heo nữa nè. Hết rồi. Sơ qua thì chỉ có vài món đồ đó thôi. Không biết là trên cao nữa thì nó còn rương hay không. Hay là bên này còn rương không? À, mình thấy hết rương rồi. Ngoài ra khi coi mấy clip của mấy bro player, người ta vô cái basin này nè, người ta còn tìm được những cái khối vàng nữa cơ. Ôi, mình cũng đi tìm khối vàng đó. Nhưng mà khối vàng này lạ lắm. Ây da, khối vàng này biết chạy luôn. Ui, khối vàng biết cầm nỏ luôn nè. Dạ, ẩu rồi đó. Khối vàng. Ui trời ơi, quá trời quá đất ơi. Ui, tí nữa thì toan. Khối vàng đâu chưa thấy, nhưng mà thấy xít nữa là đi luôn rồi. Ôi, nó tới nữa. Ouch. Ây da. Chặt đau vậy. Con này hung nha. Ui, cái con cầm rìu đó nó cực kỳ đáng sợ. Ôi nữa nè. Ui, gì quá vậy? Đừng làm tôi rung man. Ui, cái anh ma heo này cản đường mình nữa. Ui sợ thiệt. Chưa hồi đầy máu rồi đi tiếp, không có gì phải vội hết. Vậy là ở dưới chắc chắn phải có cái gì đó thì có mới có đông những cái tên bích liên hung bạo như vậy. Ồ, có đường đi nữa nè. À, nó có cái rương. Bảo sao. Ôi, bọn chúng chưa phát hiện. À, đây phát hiện rồi nè. Phát hiện thì mình xử thôi. Ok. Chưa cẩn thận. Cúp sửa chữa. Ồ. Nó cho mình một cây cúp sửa chữa luôn. Thơm thiệt. Rồi, bỏ cái cúp vô túi liền. Thích nhờ. Uầy, không ngờ bây giờ trong cái bay sành nó lại giàu như vậy. Ây da, nhưng mà nó dí mình. Đang dí thì tự nhiên gặp vàng à. Mấy thanh niên này đúng là ham vàng thiệt chứ. Ok, hắn đang lựa đồ kìa. Để coi. Hắn thả ra cái gì? Thú hồn. Thả cái gì không? Đây, mình có vàng nè, mình thử, mình giao dịch với thanh niên này coi. Ê, bài, từ. Giao dịch xíu đi anh bạn ơi. Ui, cho hết kiểm sạch, không tốt. Nhiều khi, cái thanh niên này cũng cho mình thuốc kháng lửa đấy, rất là tốt luôn. Ouch, bắn cái gì? Lo đổi đồ đi, bắn cái gì? Tiếp tục nè. Ê, thanh niên này. Ẩu rồi đó. Rồi, cục vàng cuối cùng. Cho mình... Ồ, mấy anh không tốt tí nào cả. Ủa? Khoan. Ở đây... Ủa? Ở đây sao tự nhiên nó có mấy cái gạch này vậy? Phải chăng đây là chỗ giấu vàng? Đúng không? Ồ, vậy là mình đa nghi rồi. Ủa, chính xác nữa. Ồ, thì ra mấy cái chỗ mà nó có những cái... Cái gạch được đánh bóng được đục này là chỗ giấu vàng của bọn Bích Liên này. Thì ra là vậy. Vậy là mình đa nghi đúng rồi. Xin vàng luôn. Ui, được vài khối thích ghê luôn á. Rồi, lên trên và tiếp tục đi tìm vài chỗ còn lại coi. Cái bay sành này khá là bự nên mình nghĩ chắc sẽ còn thêm vài chỗ có vàng cho mình đấy. Nhưng mà hồi nãy mình thấy ngay chỗ trung tâm nó có... Nó có khối vàng hay sao? À kìa, khối vàng kìa. Một xíu mình sẽ qua đó. Giờ thì mình sẽ tiêu diệt Enderman để mình kiếm thêm ngọc cái đó. Mình đang muốn kiếm thêm ngọc Ender. Ok, hợp lý luôn. Mà may quá, cái tên Bitlin thông báo chưa thấy mình. À rồi, nó thấy mình rồi. Ouch. Manh động gì mấy anh bạn. Ui. Ouch. Ui, bọn chúng đông quá. Ui,
Bọn chúng đông thiệt sự. Cẩn thận nha, có tên nào cầm cung bắn cái là đi luôn á. Nói chung thì vô cái bay sành này đồ thì có nhiều thiệt, nhưng mà đồng thời thì mình cũng sẽ rất là nguy hiểm. Rồi nhưng mà trước mắt là mình có thể vượt qua được rồi nè. Oh my god. Rồi lướt đồ tiếp thôi. Ê, còn có mảnh vỡ cổ đại nữa. Oh, trong đây đồ đã thiệt ấy chứ. Thích nha. Bên đây còn rương nữa nè. À không, có khói vàng chứ. Lẩm luôn. Còn gì nữa không nhờ? Hình như hết rương rồi, chỉ còn khói vàng thôi. Lẩm nốt thôi nè. Không có bỏ lỡ được. Đây, khói vàng ở đây. Còn cái rương này thì sao? Cà rốt vàng, kem nhung nham các thứ đồ. Lẩm luôn. Ê, có thanh niên đứng đây gần mình sẵn á. Gình hả? Này thì gình. Hên là mình không chạy qua đây á, mình chạy qua chắc bị hắn cầm cây rìu phang rồi. Rồi bên đây còn một khối vàng nữa, mình sẽ lượm nốt luôn. Mình nghĩ bây giờ thì mình nên dò tìm ở những cái tầng dưới thì chắc sẽ gặp thêm vài chỗ dấu vàng đấy. Đây chẳng hạn như đây nè, dấu lộ thiên luôn. Một khối vàng. Đây thêm một chỗ nữa. Chỗ này thì không lộ thiên lắm. Và à, có được một khối vàng thôi. Chỗ này giống ít vàng vậy. À không, đây nữa nè, hai khói nè, ba khói, bốn khói luôn. Wow, giấu cũng kỹ phết đấy. Còn khói nào nữa không? Ok, có vẻ là xong rồi đó. Nãy giờ thì vô đây mình cũng gom được mười mấy khói vàng rồi, tiết kiệm được biết bao nhiêu công sức đi tìm vàng của mình. À, tự nhiên ra đây cái mình gặp cái thanh niên này, mình muốn thử vận may quá. Được, mình sẽ đổi ra một khối vàng thành 9 phôi vàng để mình trao đổi với thanh niên này. Để coi sau khi trao đổi 9 lần thì mình sẽ có được những cái thứ gì nha. Ê, trời. Ôi, anh đổi ra cái ổn sắt rồi anh mặc luôn kìa. À, chứ lại vậy. Đổi cho người ta rồi mặc của người ta luôn. Mình sẽ đổi lại cái ổn của mình mới được. Láo tét. Rồi, đổi lẹ đi. Gì đây? Quả cầu lửa. À, các linh hồn. Rồi hình như đó là cục vàng cuối cùng thì phải. Rồi xong phiên. Anh tới số. Này thì này sẽ cho gõ gàng giấu cái ổn của người ta. Bán buồn vậy đó, thấy sống nổi không? À, cho mình cái ổn. Tốc độ linh hồn cấp độ 3. Ui, cái ổn này mà đi trên cát là hơi bị nhanh luôn. Ủa, cát linh hồn chứ nhầm. Rồi mang vô. Coi kìa, mình di chuyển trên cát linh hồn siêu nhanh luôn. Ghê gớm thiệt. Quá là đã luôn. Rồi và con gát nó không có rơi ra nước mắt ha. Hơi tiếc. Rồi giờ thì mình sẽ dùng tốc độ linh hồn này để mình xử con xương này. Bắn trúng hộ một cái. Ui giời, chú còn non và xanh lắm. Ui giời ơi. Ôi, nó hết non rồi. Ui giời. Ui, nó bắn cũng chuẩn phết. Rồi, tới con này. Tốc độ linh hồn. Hơi bị dữ luôn. Ui giời, chóng mặt quá. Chạy kiểu gì chóng mặt quá à. U là trời. Rồi, mình sẽ solo với Enderman bằng tốc độ linh hồn. Xem coi anh có dí được mình hay không nha. Vô, đến bắt được em. Vô. Enderman tuổi tôm. Ủa đâu rồi? À, dám bỏ trốn à. Giáp lá cà luôn. Bây giờ mình sẽ thử chế tạo cái khói mà làm cái cờ hiệu coi. Khung cửi đúng không ta? Ờ, nó có tên là khung cửi thì phải. Rồi, đặt xuống. Ờ, chính xác rồi. Mình sẽ lấy cái hoa văn cờ hiệu mũi heo. Cái này thì mình có được trong cái basin, thấy khá là hay luôn. Tiếp theo là làm một cái banner. Đây, một cái cờ hiệu ha. Cho vô này và cho cái hoa văn cờ hiệu mũi heo vào. Mình còn thiếu màu. Miên tâm, cái gì chứ màu là mình không có thiếu đâu. Đây, hơi bị nhiều màu nha. Mình sẽ cần màu đỏ kết hợp với một ít màu trắng. Giống như vậy là mình sẽ tạo ra được một cái màu rất là nam tính luôn.
Rồi từ giờ thì mình sẽ cho vào đây để tạo thành. Ô, mình đã tạo thành cái hoa văn cờ hiệu muối heo rồi nè. Ui dễ thương cực. Lấy luôn. Và cái này hay một chỗ là mình có thể kết hợp nó với cái khiên nữa cơ. Giống như vậy. Đó, mình sẽ được một cái khiên mũi heo hồng. Úi giời. Dễ thương cực kỳ. Wow, thích nha. Ồ, hồi nãy tiếc quá mình phải làm thêm con mắt là được rồi. Ủa ha. Đây đây đây, để mình làm thêm cái cờ hiệu, không sao không sao. Mình sẽ làm thêm cờ hiệu, lần này mình sẽ làm thêm con mắt luôn. Mình sẽ thử cho vô giống như vậy coi. Trước tiên là mình lấy cái này trước đi. Và sau đó mình sẽ kiếm cái màu đen. Màu đen thì chắc lấy từ túi mực nhờ. Mà chỗ mình không có túi mực. À đi tìm mực không sao. Thường thường khúc này mình thấy có mực này 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 mới nói. Đây có mực luôn nha. Mình sẽ thử thị phạm bắn một phát nỏ qua ra ngoài đó coi coi có chết mực hay không. Chúng là hơi bị ảo luôn. Đây mình sẽ canh cao một xíu. Ây da. Có vẻ khá là khó trúng khi mà mực đang ở dưới nước đấy. Thôi bơi ra farm cho chắc đi. Nguyên một đàn mực thì mình sẽ thịt hai nhóc thôi. Có chưa? Ô, mực trâu hết. Hai túi rồi nè. Thêm hai túi nữa đi. Rồi ok, bốn túi là được rồi. Sau đó mình sẽ thử làm con mắt cho cái banner mũi heo này coi. Đây. Ồ, làm sao để thu nhỏ cái chấm này ta? Khó à. Khó à nha. Ờ, mình cũng không có chuyên nghiệp về cái mảng làm banner này cho lắm. Kiểu như mình muốn làm một con mắt bé bé ở phía bên trên này nè. Mà có vẻ không được rồi. Ok, cái này mình nghiên cứu sau đi. Hiện tại thì mình dùng cái khiên heo mũi hồng này cũng được. Cũng khá là dễ thương nè. Còn cái banner còn lại thì mình sẽ treo lên đâu để cho nó nổi bật lên ta. Rồi, vậy là mình đã treo xong cái banner mũi heo rồi. Cũng khá là độc đáo đấy chứ. Còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với cái chỗ máy farm này. Hồi nãy thì mình có nói dùng số sắt vào mục đích riêng ấy. Và mục đích của mình đó chính là dùng sắt để xây lên một cái pho tượng người sắt ở ngay khu vực máy farm này. Ý tưởng của mình là như vậy. Còn bây giờ thì đi thu gom sắt để xây tượng thôi. Ui ui ui. Ủa mình chặn cái này lại mà nó vẫn cháy là sao ta? Ở đây nó có cái chỗ nhung nham này, chủ yếu là để mình vứt mấy cái hoa anh túc này nè. Kiểu nó nhiều quá nên mình phải vứt bớt đi. Rồi giờ thì mình sẽ lấy những cái khối sắt ra để mình có thể làm nguyên vật liệu để xây thôi. Đây, chế tạo hết ra khối sắt luôn. Nói chung thì cũng không có quá nhiều đâu, nhưng mà mình sẽ vừa xây và vừa kiểu áp ca thêm để cho có thêm sắt và chúng ta sẽ hoàn thành được cái pho tượng người sắt ở khu vực này. Nhưng mà hình như mình còn thiếu nguyên vật liệu. Ồ, đó chính là len. Len để làm cái phần chân của người sắt. Này, người sắt thì cái phần vai với cả phần chân là nó sẽ có cái màu đậm hơn nè. Nên là mình phải xây hai cái phần đó bằng một cái nguyên vật liệu nó có cái màu đậm đậm tựa tựa như vậy. Khó vậy ta. Không sao không sao, cái gì khó quá thì mình sẽ tìm giải pháp. Tại đây đây đây, giải pháp đây rồi. Mình sẽ lấy thật là nhiều những cái cacao này để mình làm bột nhuộm, rồi sau đó kết hợp với len cừu để tạo thành len màu nâu. Mình nghĩ đấy là cái loại vật liệu có thể kiểu như là tương đồng nhất so với cái phần vai cũng như là phần chân của golem. Đây đây, bên đây còn nhiều lắm. Nói chung thì vô cánh rừng này thì tha hồ mà mình farm cacao thôi. Tiếp theo là công đoạn mình cắt len cừu. Nói chung thì cái vùng đồng bằng này thì mình chịu khó mình đi vài vòng chắc cũng đủ số len dùng cho cái công trình lần này đấy. Ông tổ ông kìa. Mình lại ngứa nghề, tự nhiên mình muốn cắt cái mật ong ở đây ghê. Không sao chắc mình chạy kịp mà. Ok, ong không có đây. Ồ, thành công có thêm ba mật ong. Vô tình có thêm mật ong luôn, hợp lý thiệt sự. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công đoạn xây dựng cái phần chân cho cái pho tượng người sắt này thôi. Nhưng mà khu vực này thì có vẻ không thích hợp lắm rồi. Kiểu mình phải xây cao lên một tí.
Đây, ý của mình cao lên là cao như vậy nè. Kiểu như sẽ có một cái gò đất nhân tạo vậy. Nhưng mà cái này có vẻ chưa cao lắm. Với lại một phần là do cỏ nó chưa mọc hết á, nên nhìn nó khá là bất bình thường. Hy vọng là một xíu cỏ mọc lên thì nó sẽ đỡ thô hơn. Ơ, sao mình không xây cái này bằng đá ta? Golem đứng trên một gò đá thì... Ok, mình thấy đất vẫn hợp lý hơn ấy chứ. Đá thì kiểu màu nó hơi tẹp tẹp với màu của cái khối sắt nên... Thôi, quyết định dùng đất của mình vẫn là okela nhất rồi. Nhưng mà bây giờ phải đợi một thời gian nữa để cho đất nó mọc cỏ thì nhìn nó mới tự nhiên được. Sau một khoảng thời gian thì đất nó cũng đã bắt đầu lan cỏ lên và nhìn khu vực này nó đã ok hơn một tí rồi nè. Kiểu nó nhìn tự nhiên hơn rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xây cái phần chân cho cái pho tượng golem thôi. Những cái chỗ lá này bây giờ mình sẽ thay thế nó bằng khối len màu nâu này. Đây, cuối cùng cũng tìm được rồi. Mình sẽ lấy một ít cái bí ngô ở đây về. Vừa là để lấy hộp giống với cả là mình đang cần bí ngô gấp để mình tạo ra thêm người sắt. Tạo ra một anh người sắt ngay chỗ này. Để làm người mẫu. Oh man. Ủa, có gì đó sai hả? À đây nè, giờ mới được nè. Sau đó để anh người sắt ở đây. Rồi, vậy là bây giờ mình có thể ngắm ảnh và xây được rồi, dễ hơn rồi. Mình đã xong cái phần bàn chân rồi. Giờ thì mình sẽ xây cái phần chân dài của người sắt nè. Cái này lên cũng khá là nhiều á. Đầu tiên là mình sẽ kéo phần chân này lên cỡ 14 ô đi. 1, 2 rồi đúng không? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rồi, phần chân của ảnh sẽ dừng ngay tại vị trí này. Giờ thì... xây nốt mấy cái hướng còn lại lên thôi. Ngoài ra cái chân của anh người sắt thì nó khó ở chỗ là mình còn phải làm những cái họa tiết này nữa nè. Họa tiết giống như là cọng dây leo quấn quanh người người sắt vậy. Mình sẽ mô phỏng lại nhưng mà mình không có dùng khối len được rồi. Tại vì mình không có cái len màu xanh này nên mình sẽ thay thế bằng những khối lá cũng được. Rồi mình đã làm xong được một cái bên chân rồi. Ôi, nhưng mà nhìn nó cứ lấn cấn cái gì ta. Ôi, nhìn cái chân golem nó lạ lắm. Cũng là chân của người sắt đó, nhưng mà nhìn nó lạ lắm. Ủa, có gì đó sai đúng không? Ok, tạm thời thì cái chân nó sẽ có cái hình dạng như vậy ha. Mình có thêm vào một ít cái khối gạch kết hợp với dây leo, nhìn cho nó có độ kiểu tương phản hơn. Chứ lá không thì nhìn nó kỳ cục lắm. Rồi, xong một chân rồi đúng không? Giờ thì mình sẽ lên để mình xây tiếp cái phần mình của người sắt. Bây giờ mình sẽ xây trước cái khung của cái phần mình của người sắt đi, để mình dễ định hình hơn rồi một tí xây cho nó dễ nữa. Cái này là cái hông nè. Mình sẽ cho nó lên cỡ 4 ô. Sau khi khóa được cái phần hông thì bây giờ mới tới cái phần mình của người sắt nè. Phần mình thì nó sẽ rộng hơn phần hông 2 ô. Đó là nó sẽ bằng cái chân thôi. Giống như vậy. Và cao lên 12 ô. 1 rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Giờ thì mình chỉ cần nói từ mặt trước qua tới mặt sau của golem là chúng ta sẽ được cái mình rồi. A few moments later. Hình như có đó thiếu ta. Ôi, mình làm thiếu cái phần ngực rồi. Đáng ra là cái phần mình á, nó phải nhô nhô ra giống như là cái ngực của golem vậy. Uầy, vậy là mình xây thiếu rồi. Bởi sao nhìn golem cứ bị gầy gầy kiểu gì á. Ok. Bây giờ mới là gọi là cái mình của golem rồi nè. Đấy, giống với hàng riêu hơn rồi đó. Giờ thì tới cái tay. Tay là một bộ phận rất quan trọng của golem nha. Mình sẽ bắt đầu xây từ vị trí này đi. Cách ra 2 ô. Rồi mình sẽ bắt đầu xây lên cao cỡ 3 ô. 1, 2, 3. Rồi, giờ thì bắt đầu làm cái tay thôi. Cái tay thì rộng 1, 2, 3, 4. Rộng 4 ô nha. Đấy, rộng 4 ô như vậy. Láo. Dám trộm đất. Láo thế nhờ. Cả gan dám trộm đất khu của mình à.
Trời trời trời, mấy anh Golem, ủa mấy anh Enderman bây giờ hơi hơi bị láo đấy. Rồi giờ thì tiếp tục xây cái tay thôi. Rộng là 4 ô, dài là 6 ô, 3, 4, 5, 6. Đấy. Từ giờ mình sẽ kéo dài lên tít tới phần vai của Golem luôn. Sau khi lên tới tít trên này, gần ngang cái phần phần mình, thì mình sẽ làm một cái lớp len màu nâu, giống như cái phần vai của người sắt vậy. Kiểu như vậy. Đấy. Vậy là chúng ta đã xong một cái cánh tay rồi. Đầu xuống dưới nhìn thử một cái coi. Coi coi có giống chưa. Để xem coi. À, cũng có nét nét giống rồi đấy. Chỉ có điều bây giờ mình chưa có làm mấy cái phần rail bám quanh cánh tay thì nhìn chưa có chân thật cho lắm. Một xíu thì mình sẽ thêm vào cái chi tiết đó. Giờ thì làm nốt cái cánh tay còn lại của người sắt thôi. Rồi, sau khi hoàn thành xong cái cánh tay còn lại của người sắt thì mình sẽ làm luôn cái phần có thể nói là giống như linh hồn của một pho tượng người sắt. Đấy chính là cái đầu. Vì đấy là bộ phận quyết định coi coi pho tượng này có giống người sắt hay không. À, cái đầu thì mình sẽ xây ngay ở chính giữa. Có kích thước là cỡ 8 ô đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, 8 ô là đẹp. Cho nó dài ra ngoài cỡ 2 ô nữa. Rồi, sau khi xong cái phần nhô ra thì bắt đầu làm cái mũi. Cái mũi của người sắt thì cũng khá là giống dân làng, là nó hơi dài dài và rủ xuống phía dưới. Đó, vậy là chúng ta đã có được cái mũi rồi. À, sau khi có cái mũi thì bây giờ mình sẽ tạo hình cho cái gương mặt của người sắt. Đầu tiên là cái phần hốc mắt trước đi. Ở đây mình sẽ gắn cái len nâu vào. Ở đây. Rồi tới len đỏ nè. Cũng như là len đen nữa. Giống con mắt chưa? Ồ, giống rồi nè. Giống của con mắt của Golem rồi đó. Rồi nói ngang nữa để làm cái khuôn mặt nè. Tiếp tục là thêm một cái con mắt ở bên phải nữa. Mấy ô? 1, 2, rồi. Hơi sai, hơi sai. Đây, đây. Mắt đỏ, tròng đen. Nào. Vậy là xong cái phần. Nhưng mà cái mũi hơi ngắn. Cái mũi phải dài lên như vậy chứ. Đấy, giống cái mũi của dân. Ủa, của người sắt hơn rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu nói lên và làm thêm cái phần chân mày nữa thôi. Golem cũng có chân mày nha. Đây, cái đây là chính là chân mày của Golem. Rồi, xong phần chân mày là tới cái phần đỉnh đầu. Cao cỡ 3 ô là vừa. Rồi xong rồi đó. Giờ thì mình đã xong cái mặt tiền của pho tượng người sắt. Công việc còn lại là đi ngắm thôi. Cũng giống mà đúng không? Nhìn cũng ra dáng người sắt phết rồi ấy chứ. Đây. Cũng gọi là 1 9 1 10 đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt cái phần mặt sau của cái đầu người sắt, là chúng ta đã hoàn thành cái công trình này rồi. Và sắp tiếp theo mình sẽ tiến tới công đoạn trang trí. Vì không gian ở bên trong cái pho tượng này rất là rộng luôn, nên mình có thể biến tấu nó trở thành một cái ngôi nhà vẫn rất là ok la nha. Hợp lý, hợp lý. Mình lại có thêm một cái căn nhà mới rồi. Căn nhà siêu to khổng lồ bên trong một cái pho tượng người sắt luôn. Trước khi tiến tới công đoạn trang trí thì mình muốn kiểm tra lại coi sau khi xây cái máy farm thì... Ủa, sau khi xây cái bức tượng thì cái máy farm của mình nó còn hoạt động hay không? Hay là nó giảm năng suất hoạt động lại rồi? Mình sẽ đứng đây một lúc coi coi có golem rớt xuống hay không nha. Vẫn hoạt động bình thường. Ok. Vậy thì công tình mình xây dựng cái pho tượng để trang trí cho khu vực này không uổng rồi. Rồi, mình đã an tâm rồi đó. Giờ thì đi lấy đồ và trang trí nốt bên trong cái pho tượng người sắt này. Và chúng ta cùng nhau ngắm lại thêm một lần nữa nè. Hoàn thành xong cái phần nội thất thì mình thấy ở ngoại thất của Golem khá là trống luôn. Thế nên mình đã tô điểm cho Golem bằng một cái vật phẩm tương đối là nổi bật. Đấy chính là một cái đồng hồ bằng vàng. Hơi bị xịn đó nha. 8 cục vàng luôn đấy. Hơi bị đắt. Rồi, và đấy là ngoại thất của Golem. Giờ thì chúng ta sẽ tiến sâu hơn và vào cái nội thất. Nội thất thì mình thiết kế ở đây là một cái thang máy tự động. Mình có thể đi lên một cách dễ dàng luôn, không cần phải leo thang bộ đâu. Đây. Đó, một phát một. Lên trên liền. Sau đó thì mình sẽ đi thêm một lần thang máy nữa để tới căn phòng đầu tiên. Đây chính là căn phòng dành riêng cho việc chứa đồ.
tại vì mình thấy cái mình đang còn thiếu một cái kho chứa bự bự, nên mình làm hẳn một cái căn phòng riêng để mình chứa tất cả các đồ mình có được. Rất là nhiều rương trong này tha hồ cho mình cất luôn. Đó, còn có cả những cái vàng đe nha, để sửa đồ đồ nè, hợp lý. Rồi, ở phía trên này là tầng 2, cũng là nơi để kiểu như gọi là phòng ăn của mình đi. Mình chưa biết kiểu như trang trí sao cho nó phù hợp nhất, nên tạm thời mình chỉ trang trí sơ qua một cái bàn ăn, một cái chỗ pha rượu, một cái chỗ để nấu đồ ăn. Còn cái góc này khá là trống nè, chắc sắp tới mình sẽ trang trí một cái gì đó ngay cái chỗ này. Còn tiếp theo nữa thì mình sẽ tới cái tầng cao nhất, cũng là tầng cuối cùng trong cái ngôi nhà golem này. Đấy chính là cái giường ngủ của mình. Ngủ hơi bị đã đó nha. Và ngủ thì mình còn có thể xem tivi luôn. Đã chưa, tivi là màn hình siêu to khổng lồ, có đèn ngủ các thứ luôn. Đấy, đấy chính là sơ qua về phần nội thất của cái ngôi nhà golem này. Hiện tại thì mình chưa có thiết kế được cửa sổ, để sắp tới mình có được những cái thủy tinh màu tương ứng với mấy cái màu này nè, mình sẽ thiết kế cửa sổ để mình có thể nhìn ngắm ra bên ngoài. Chứ trong đây thì không gian nó cũng không được rộng, mà mình không nhìn ngắm ra bên ngoài thì khá là tù túng luôn. Rồi, đó là kế hoạch sắp tới. Còn bây giờ thì để mình ngủ một giấc cái đã. Và sẽ rất là tuyệt vời nếu như mình có thêm dân làng để đưa vào bên trong cái phần ngực của golem để sinh sống, nơi mấy căn phòng mình vừa trang trí ấy. Trong đó không gian còn rất là rộng nha, dư sức cho vài bác dân làng ở luôn. Vậy là mình biết công việc sắp tới của mình là gì rồi. Rồi, và tóm lại trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ đề ra, đó chính là khám phá được một cái basin và loot được một mớ đồ. Trong đấy có một cây cúp sửa chữa loot free luôn nè, cực kỳ xịn. Và sắp tới mình sẽ kiếm thêm vài dòng khác tốt tốt mình ép vào cái cây cúp này để cho nó tốt hơn. Ngoài ra thì mình cũng đã hoàn thành xong một cái pho tượng golem khổng lồ ở phía sau, cũng là một cái căn cứ mới của mình luôn ấy nha, một công đôi chuyện. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình Minecraft 1.19 của mình. Cũng giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.